trên tinh thần lấy giáo dục răn đe là chính. Trong đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ ngày 1 tháng 10 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng đã tăng cường tuần tra kiểm soát tại các tuyến giao thông gần trường học. Các hành vi vi phạm như học sinh không đội mũ bảo hiểm, đi hàng ngang khi di chuyển, nhất là các trường hợp học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe máy có dung tích xi lanh vượt 50 cm khối được chú trọng xử lý nghiêm. Thực hiện cái chuyên đề của Bộ Công an cũng như của công an thành phố thì chúng tôi rất là quyết liệt trong vấn đề này, xử lý rất nghiêm đối với tình trạng học sinh mà điều khiển phương tiện mà khi chưa đủ tuổi, điều phương tiện trên 50 phân khối mà khi chưa đủ tuổi thì chúng tôi xử lý rất nghiêm. Và từ ngày 1 tháng 10 này thì chúng tôi đã xử lý được 56 trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó chúng tôi cũng tuyên truyền nhắc nhở các em là phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật giao thông. Song song với việc xử lý nghiêm các trường hợp học sinh vi phạm luật an toàn giao thông, trường hợp phụ huynh đậu đỗ xe sai quy định trước cổng trường, lực lượng cảnh sát giao thông còn phối hợp với các lực lượng khác như đoàn thanh niên các phường, ban giám hiệu các nhà trường, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho học sinh về an toàn giao thông, xây dựng mô hình cổng trường bình yên, đồng thời tổ chức phân luồng hướng dẫn giao thông khu vực trường học giờ cao điểm. Đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận Thanh Khê gọi là cũng cắt cử cán bộ chiến sĩ đến các trường học tuyên truyền cho học sinh sinh viên để nắm bắt được về các luật an toàn giao thông, phân công lực lượng cán bộ chiến sĩ ra đảm bảo an toàn giao thông trước cổng trường là mỗi giờ tăng tầm. Trường trung học cơ sở Ngô Bình Khiêm nằm tại cái tuyến đường là dọc quốc lộ 1A nên lượng xe cộ rất là đông đúc. Thì nhà trường đã triển khai ký kết giao ước thi đua với tất cả học sinh, phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm vào đầu năm học là các con thực hiện an toàn khi tham gia giao thông từ nhà đến trường. Ngoài ra thì liên đội với chi đoàn nhà trường phối hợp cùng với công an phường Hòa Minh là ngay chỗ cổng đối diện là xây dựng cái phong trào là cổng trường bình yên. Thì phân luồng cho phụ huynh khi vào xếp xe tại cổng chính để đưa đón con vào cái giờ cao điểm. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng cũng như việc kiểm tra xử lý vi phạm được thực hiện triệt để và duy trì thường xuyên, liên tục, nên tình trạng học sinh vi phạm an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có chuyển biến tích cực. Ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của phụ huynh và các em học sinh bảo đảm, góp phần kéo giảm các vụ tai nạn giao thông xảy ra đối với các em học sinh trên địa bàn.